Ok, xin chào toàn thể các bác nhé. Rất vui khi gặp lại được các bác trong những cái video clip như thế này nhé. Hôm nay thì cũng là 23, 24 âm lịch rồi, cũng chuẩn bị đón Tết năm mới các bạn. Hôm nay bên shop tiếp tục giới thiệu cho bác về 5 cái mẫu bơm và một số mẫu laser bán thanh lý đấy. Thì trước khi đi giới thiệu sản phẩm thì các bác cũng cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác. Chúc các bác có một năm mới, thêm một tuổi mới và luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống đấy. Bơm thì có 5 cái mẫu bơm đang được anh em sử dụng khá là nhiều. Em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai để các bác lựa chọn cho mình một mẫu bơm. Đặc biệt là hôm nay nhân dịp cuối năm và cũng đầu xuân năm mới sắp đến thì bên em có một số chương trình quà tặng cho các bác và anh em. Khi các bác nào mua bơm sẽ được tặng theo một cái van nạp các bác nhé. Đây là van nạp một chiều nhé, van nạp một chiều đấy. Van nạp này thì giá thị trường khoảng 100 đến 120. Các bác mua một bơm sẽ tặng một cái van nạp tri ân khách hàng đầu xuân năm mới các bác nhé. Đấy. Không thì các bác có thể lấy ti bơm nhé. Ti bơm này cũng 100 đến 120 một cái tùy theo các bác đấy. Ti bơm này ti bơm đồng xịn sò này. Về các bác có thể thay sửa vào bơm của mình nhé. Mỗi khi nó hỏng nó hư các bác có cái xoay cua các bác lắp vào dùng luôn đấy. Không thì tặng cho bác một dòng sim này, dầu, các bác thích gì tặng đấy. Ở đây, hôm nay em có một cái băng đạn cho FX thì cũng thành lý nốt cho các bác nhé. Cái băng đạn này, băng đạn nhôm các bác nhé, xịn sò này, 11 viên này, đấy. Các bác nhìn băng đạn xịn, quá xịn đúng không? Đây, thanh lý cho bác băng đạn này là 150.000 nhé, 150.000. Thanh lý cho bác giá cực kỳ rẻ nhưng đến nơi các bác phải thanh toán cước nhé. Em bán rẻ cho các bác là các bác không là em không bao ship được. Như con này em cũng nắp vào củi đi ben 1-2 lần rồi nó có sức sước một tí thôi, thanh lý cho bác 150.000 nhé. Anh em vào việc cho nha. Đấy. Các bác nào muốn mua băng đạn thì alo em có một cái thôi. Còn cái mới thì nó rơi tới 300. Laser thì cũng có 3 cái, tí nữa em cũng thanh lý cho bác giá rất chi là rẻ. Bây giờ thì em xin giới thiệu về các mẫu bơm trước nhé. Đây, ba đầu số điện thoại của shop đây. Bác nào muốn mua thì gọi đến ba đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác. Đấy. Đây, không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu. Các bác đi ben thì mình không thể thiếu được cái bơm đúng không? Vì cái bơm nó là cái linh hồn của cái cây củi của mình rồi. Nó không, cây củi của mình nó không có bơm thì không có hơi, không có hơi thì nó không thể sử dụng được. Kiểu như là cái xe máy phải có xăng thì mới đi được đúng không? Cái này cũng thế. Các bác chơi thì ví dụ các bác có bơm đây, em sẽ giới thiệu cho bác cây bơm này, cây bơm Sidongsin nhé. Cây bơm Sidongsin con này là đồng hồ to lọc ẩm to này, đồng hồ to lọc ẩm to. Cái này bầu này là bầu bằng inox các bác nhé, thân này là thân bằng inox 3 lớp đấy. Mẫu này thì chân lại không gấp được các bác, nói chung là nó có ưu điểm này cũng nhược điểm kia. Con này thì bơm khỏe các bác nhé, bền bỉ theo thời gian. Cái mẫu Sidongsin này bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân các bác nhé. 300 đến 350 cân rất chi là nhanh trên một nốt nhạc thôi. Đấy. Còn cái mẫu thứ hai nhé, mẫu thứ hai em giới thiệu đến cho anh em đây là mẫu bơm đại bàng này. Mẫu bơm này là hàng của Nhật nhé. Nó quan sát đây. Con đại bàng này, bơm này bơm của Nhật đây anh em nhìn nhé. Ở đây nó sẽ có chữ Made in Japan nhé. Chân con này là chân gấp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn chân gấp khá là tiện đúng không? Đấy. Con này thì nó rất chi là nhiều ưu điểm các bác nhé. Đấy, ưu điểm thứ nhất em kể đến cho các bác là thân bơm của con này ở trong đã được đổ sẵn nước làm mát nhé. Về các bác bơm nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh các bác nhé. Đấy, con này thân bơm có nước làm mát, các bác tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh. Cái nhất, cái thứ hai, cái hàng của Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng nhé. Chất lượng của mẫu này thì nó thuộc dạng là đỉnh cổ chóp nhé các bác ạ. Đấy, cái này bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ, bơm bền. Cái mẫu này thì bảo hành cho anh em 1 năm nhé. Thời gian bảo hành cực kỳ lâu, các bác biết chất lượng sản phẩm như thế nào đúng không? Hàng xịn sò thì sẽ bảo hành cho bác thời gian lên đến 1 năm nhé. Các bác bơm con này bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân. Chỉ có trên một nốt nhạc thôi. Đấy. Các bác thấy sướng chưa? Cái mẫu này là mẫu đại bàng, bên em đang bán giá công khai là 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000. Các bác nào trước đây đã từng dùng những mẫu FB con báo, con hổ, con sói, các bác muốn làm gió mới thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu này. Đây là một cái mẫu bơm đáng mong chờ nhất của năm 2023 các bác nhé. Đấy, 2023.
cái mẫu này sẽ là mưa làm gió trên thị trường các bạn đấy. Các bác dùng con này thì đẳng cấp, chỉnh vỏ chót các bạn chuẩn chỉ, bền bỉ theo thời gian, được chưa? Các bác mua phụ kiện đi kèm nhá, sẽ có theo một túi găng sim, một cà lê đa năng và một lọ dầu bôi trơn các bạn đấy. Các bác mua cái bơm nào cũng sẽ có mặc định có theo ba cái món này, ví dụ cái túi găng sim để mình sau mình thay sửa bơm các nhé, cái lọ dầu bôi trơn các bác nhỏ vào bơm dùng bền, cái này là cái cà lê đa năng để mình tháo bơm các bạn đấy. Đây không, em sẽ giới thiệu đến cho bác về cái mẫu bơm thứ ba nhá. Mẫu bơm thứ ba trên tay em đang cầm con này là FB con báo này, đồng hồ to, lọc ẩm to, chân cấp. Cái mẫu này là bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì bơm cũng lên nhanh lên nhẹ các bác. Đấy. Đối với cái mẫu này thì bên em đang bán 800.000, bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân nhé. Đây là mẫu bơm huyền thoại rồi. Con này các bác biết cách dùng thì cũng bền, mút chỉ và câu nhá. 3 đến 5 năm không ảnh hưởng gì đối với những cái mẫu bơm em đang bán ra. Rất chi là bền luôn. À, cái mẫu này các bác nào muốn dùng bền thì em sẽ hướng dẫn, phải có bí quyết cơ. Đấy. Em sẽ tặng cho các bác thêm một cái chai nước làm mát các bác nhé. Em tặng cho các bác một chai nước làm mát để các bác dùng vào bơm, để dùng các bác dùng cho nó bền nhé. Đây, cái mẫu bơm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho em, đây là cái mẫu bơm thứ tư nhé. Mẫu bơm thứ tư có đồng hồ to, lọc ẩm bé này, hiệu FB con báo, chân cánh én cấp này. Cái mẫu này gọi bơm nhớ ấy. Cái mẫu bơm nhớ này thì bên em đang bán khuyến mại nhé. Giá thị trường đang niêm yết là 800.000 các nhé, đang niêm yết là 800.000. Con này thì hôm nay em bán cho các bác là 700.000 các nhé. Bán cho các bác là 750.000 nhé. Đấy. Giá thị trường 800, bán cho các bác khuyến mại là 750.000. Quà kiếp đầy đủ cho em, không thiếu cái gì nhé, không phải là em bán rẻ mà cắt quà cho các bác là không phải nhá. Bao cho anh em bơm khoảng 250 đến 280 cái con bơm nhớ này nhé. Còn nếu bác nào chơi truyền thống, các bác nào chơi truyền thống thì trên tay em đang cầm, đây là một ứng cử viên sáng giá cho những cây truyền thống nhé. Vì sao? Vì con này mức áp 250 cân quay đầu thì các bác quá yên tâm đúng không? Và con truyền thống thì mức áp nó cũng bình thường thôi, nó không cao, nó thuộc dạng thấp. Thì các bác lấy con này, giá nó hợp lý, bơm rất chi là ok. Các bác lấy khá là nhiều nhé. Con này là đồng hồ bé, lọc ẩm bé, chân cành én không có gấp được đấy. Con này là giá 600.000 nhé. Còn ví dụ nhiều bác chơi truyền thống nhưng các bác có điều kiện, các bác lấy những cái mẫu bơm kia rất chi là sướng anh em ạ. Đấy, vì những cái mẫu bơm to thì tiền nào của đấy rồi. Thì những cái mẫu này kia thì mình bơm nhanh bơm nhẹ. Các bác bơm những cái kia một cái thì bằng những cái này bơm khoảng đến 2-3 cái đúng không? Đấy. Thì mình không thể so sánh những cái loại rẻ tiền với loại đắt tiền được các bạn. Đấy, mỗi cái nó có một cái ưu nhược điểm. Tiền nào thì của đấy, giá cả luôn luôn đi đôi với chất lượng. Đấy. Đây, bác nào quan tâm đến bơm nhé thì gọi điện đến ba đầu số này của shop nhé. Ví dụ các bác thích cái bơm ngoài cùng kia 1.850.000, các bác bảo em ơi bán cho cây bơm xin xin giá 1.850.000 thì em biết các bác lấy mẫu này. Đấy, không thì qua thích cái mẫu này bảo em ơi lấy cho anh mẫu 1.200.000. Đấy, em biết các bác lấy mẫu này nhé. Cái mẫu này 900, các bác chỉ cần đọc giá tiền này em biết các bác lấy mẫu bơm nào. Còn quà thì quan trọng là các bác thích cái quà nào thì phải bảo em để em tặng cho các bác quà đấy. Vì nó có rất chi nhiều quà, các bác cứ phải bảo trước để em gửi đi đúng quà cho bác. Không gửi đi nó không, các bác không bảo thì em không biết các bác thích quà nào thì em cứ cho nó vo, sợ đến nơi các bác không vừa ý anh em nói đi nó lại nó khó đúng không? Thì ví dụ các bác cứ thích cái quà nào thì các bác cứ bảo luôn. Ví dụ các bác thích cái ti bảo tặng cho một cái ti, thích cái em van nạp một chiều bảo tặng em van nạp một chiều, thích chai nước bảo tặng em một cái chai nước, và thích lọ dầu bảo tặng em một lọ dầu nhé. Các bác không phải ngại cái vấn đề đấy. Đây, đến với phần quan trọng nhất ngày hôm nay nhé. Em sẽ thanh lý đồng giá là 150.000, đồng giá là 150.000 ba cái laser này nhé. Còn nếu đây thanh lý cho bác đồng giá 150.000 ba cái mẫu laser. Cái này là đến nơi ông thì thuê bao, ông thì không gọi được, ông thì hết tiền, ông thì bảo vợ không cho mua. Nói chung là muôn hình muôn vẻ lắm các bạn. Đấy. Đây là những cái điều anh em bán hàng không ai mong muốn đấy đúng không? Nên các bác mua hàng thì mình thu xếp thời gian công việc để nhận hàng cho bọn em. Đấy chứ gửi đi gửi lại này, thứ nhất là bọn em tốn tiền gửi đi mất thời gian, ông shipper cũng tốn tiền sang mất công đấy. Bây giờ các cụ bảo rồi, sống sao cho nó vừa lòng nhau đúng không? Thế gian là cứ đọa đầy. Các bác mua hàng thì em cũng rất chi là vui đây. Bác này mua cái laser này em còn khuyến mại tặng thêm một cái đồng hồ
đồng hồ hơi đấy, các bác thấy lịch sự như Tây nhưng đến nơi vẫn bom hàng bình thường đấy. Đấy chắc bác này bác trêu em nào. Đây con này hàng mới đầy đủ nguyên đai nguyên kiện nhé. Hôm nay thôi lộc lá cho anh em còn 150 nhé, bác nào muốn mua thì nhanh tay vào việc nhé. Đây để em bật cho bác xem hàng mới đập hộp nguyên đai nguyên kiện đấy, các bác nhìn bách chưa, xịn chưa đấy, không phải là hàng hỏng hàng lỗi em bán rẻ đâu nhé. Đây lộc lá cho anh em hàng bom nhé. Ok con này 150 nhé, em bán 150 em không tặng cái đồng hồ hơi áp đâu nhá, thì cái này giá thị trường em đang bán là 320.000 nhé. Đấy đây con đầu tiên 320.000 để đây, bác nào thích vào việc nhé. Bán cho bác giá rẻ này 150 thôi, không các bác không nghe nhầm đâu nhé. Lộc lá cho các bác ngày hôm nay nhé, nghỉ cứ em cứ có cái gì bom rẻ cắt lỗ lộc lá cho anh em. Nói thực với các bác giá này em bán cho bác rẻ hơn cái giá em nhập vào nhé, giá em nhập vào cũng không được tốt như thế đâu đấy, nhưng chẳng qua thì khoảng có cái thôi để giao lưu lộc lá cho các bác đấy. Hàng em gửi đi đóng gói cẩn thận đến nơi các bác vẫn cứ bom bình thường ạ. Đấy các bác sống thì có cái tâm, các bác mua hàng thì cố gắng nhận hàng, cứ đầy đọa nhau như thế này em tốn tiền tốn thời gian mà cũng ảnh hưởng đến các ông shipper, các ông đấy cũng phải về nuôi vợ nuôi con đấy. Lại con tiếp theo, con thứ hai nhá, cũng hàng xịn sò nhá, hàng mới nhá, không phải hàng cũ hàng tật hàng lỗi gì đâu các bác nhá. 150 lên đường, 150 lên đường các bác nhá, 150 lên đường cái Nazia thứ hai nhá, Nazia đầu đoạn 150 lên đường, bán cắt lỗ nhá. Đấy đây đến với con thứ ba nhé, con này ông này xem hàng rồi không biết vì cái lý do gì không nhận hàng, nói tóm lại là không nhận hàng và bom hàng đấy, nói ra giải dặc lại bán thành lý do bác thì nói thật cho bác là làm ăn mình này chán lắm. Tên nhất hàng họ thì đã được ít, đi đến thì toàn khách bom nhiều vô tổ, các bác chơi thì phải có quân tử một chút thôi. Đấy lại bán cho các bác giá hạt rẻ, xem con này đây, gửi đi cho bác đầy đủ phụ kiện pin sạc điều khiển Nazia đuôi chuột nhé, kẹp dây kẹp nòng không thiếu cái gì đấy, cũng sáng xịn xòa nhá. Con thứ ba, ba con Nazia đầu đoạn xanh hôm nay thanh lý cho bác, các bác giá 150.000, 150.000, bác nào muốn mua nhanh tay, nhanh tay gọi điện để ba đầu số của shop các bác nhé. Đến nơi các bác được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận nhé. Ok, đấy là quyền lợi của em ngày hôm nay. Còn các bác nào mua hàng nhé, 150.000, chưa bao gồm cước phí vận chuyển cước phí đâu đấy khoảng 20-30.000, rất chi là rẻ thôi. Đây, ba cái Nazia đầu đạn màu xanh thanh lý 150.000 các bác nhé. Đấy, còn bơm này thì em báo giá rồi nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến cái sản phẩm nào thì nhanh tay gọi điện để ba đầu số của shop nhé. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye các bác.